Vâng em xin chào toàn thể các bác và các bạn lại tiếp tục đến với video trên kênh của em ngày hôm nay Và hôm nay à, shop em về được một số mẫu dàn chung và dàn đại à, giới thiệu đến các bác và một số sản phẩm à, dàn à, mini Thì trong video này em sẽ báo giá trực tiếp từng bộ dàn cho các bác à, biết luôn à, Trước tiên à, là một bộ dàn chung Sony 919 rất đẹp và mới, mới lên đến 90% nhá Cho các bác mua về trưng bày về hình thức của bộ dàn còn khá là đẹp với tổng công suất của bộ dàn là 160W Kháng trở của loa là 6 ôm Với hệ thống loa à, 5 đường tiếng nha các bác Rất là đẹp luôn Và hệ thống của bộ dàn thì gồm có 4 thớt rồi độc lập Thớt dưới cùng là thớt âm ly Và tiếp theo là thớt CD và MD Gồm hệ thống thì gồm có 5 khay Tất cả CD và MD luôn Trên cùng là thớt FM à, FM Nhật Về bộ dàn này thì được xuất xứ tại Nhật nha các bác À, rất là ok chơi nhạc bao phê luôn Vâng với một bộ dàn à, đẹp nghe hay trưng bày đẹp thì em cũng xin báo giá về bộ dàn này luôn có giá là 12 triệu500 nhé à, các bác kết bạn qua Zalo em gửi clip test trực tiếp luôn à, về hình thức và bộ dàn cho các bác à, biết luôn nhé Vâng và về tiếp theo của những bộ dàn đại à, Kenwood a85 còn cũng còn rất mới và đẹp ở trong những uh, video à, trước vừa rồi em cũng có quay chi tiết rồi các bác có thể tham khảo ở những video tiếp theo thì đây em sơ lược qua cho các bác biết luôn. Với bộ dàn này thì tổng công suất là à, 350W nhá. Còn một công suất khá là lớn luôn. À, có giá là 22 triệu nhá. Và tiếp theo là một con Sony, bộ dàn đại Sony năm thất rồi độc lập luôn. À, bộ này thì em cũng có quay video rồi, các bác có thể tham khảo thêm. Với bộ dàn này thì em đang bán với cái giá là 18 triệu nhá các bác. Và một số dàn mini ở cửa hàng của em, trên shop của em luôn như em đang quay đây thì các bác à, hãy vào à, trang cá nhân của em ở trên Zalo hoặc là ở những à, video trước em có quay rồi thì các bác có thể tham khảo chi tiết từng về từng bộ dàn luôn. Vâng và đây cũng là một con à, Sony à, 818 luôn. Vâng và cũng có cái giá là 18 triệu luôn nha các bác. À, các bác yêu thích về những bộ dàn này thì hãy à, liên hệ qua số điện thoại bên trên màn hình kết bạn qua Zalo. Em gửi clip test trực tiếp luôn. Vâng và tiếp theo thì là một con à, Pioneer rất là đẹp và mới luôn Cũng năm thớt rồi độc lập luôn cho các bác nhá Với tổng công suất của bộ dàn này Là 200W Một công suất khá là lớn luôn Cho các bác mua về chơi rất là ok nhá Vâng và tiếp tục thì em sẽ quay sơ Về hệ thống loa Cho các bác nhìn sơ qua Vâng về hệ thống loa thì còn rất là đẹp luôn Như các bác đang thấy từng góc cạnh luôn nhá Với hệ thống loa ba đường tiếng Cho chất âm khá là hay và tách bạch Hàng mạng về còn rất là mới luôn Nên các bác à hãy gọi cho em qua số điện thoại bên trên màn hình cũng như đăng ký kênh để theo dõi những video mới tiếp tục em lên gửi đến các bác nhé